bà xưa đây cô con ngọc này bà ngày nay mà chụp này cho mọi năng mê riêng tì bẩm buồn bà vẽ con này cho mọi năng cả vượt tay mà tất cả bọn xem phổ tay chẳng mê riêng tì bẩm tì bẩm buồn này tao khi này cho mọi năng mê riêng tì bẩm mũi tì bẩm bờ dưỡng á nè bà chẳng dương miền tạm mê riêng này chỉ mê riêng chẳng cõi xem phổ statistic bà dương bà chẳng dương mà score cặp vợ chồng mà score này cặp vợ đại riêng này chơi maintenance toàn chơi ở bàn vật vật thế lớn mà score cái này cho mỗi nắng cà phê tè ta dùng thử về thử tè hăng tè mà ta cam nó nhận mây nhé tè mà ta cam nó tè ai kê hay riêng class chung ngon ta mà tới thể tè nó riêng tới do mà thôi quan class nơi để chung ngon lắm nè hay riêng này có bà bạn mày ok ta lại xem áp cô bẩm nón được nón mê riêng dương và nếu không mê riêng ấy dương thử vô đăng ký nè basic principle of hypothesis testing nên cả thử test cô cả cứ xem áp cả thử test xem mặt cảm thì pi how xem áp cả thử test xem mặt cảm chỉ là cái nào một xuống cho mỗi nắng xem mặt và xem mặt hay consumption of each hypothesis testing procedure nè cả riệp chom nè cả thử tại năng thử miền bị tệ thì chẳng mấy hay vì làm lại dạng đổi mà đây hay cho này thì bốn nhảy phí cá chi viên từ là cá ta môi chủng nuốn bẹ con này cho mỗi cá vượt tệ chẳng người cua tại chi viên từ là cho này nặng là bà hay cho này trong cày nhảy phí cầm sờ là thua bẹ con cho mỗi những cá vượt tệ sự mật cảm ý cá vượt tệ sự mật cảm có trời miến cầm sờ là thua này nhảy phí bằng hà tu tư nữa không bạn ha này dạy bị cầm sờ thua nè chung bình cả vượt test sự mật cảm thái tá dương miền cầm sờ là thua cả chân được nông mê riêng ấy vì miền lạc cái nào về anh đấy chân dương nhầm lần bài video này tới chữ pi cho mới tam trẻ sẽ đây và tam pi và lý ai pi thì có bảy ba ok chân dương thầy vô ta hệ ở vậy tới hai ta sự mật cảm nè what is a hypothesis chân sự mật cảm cứ chờ vậy nè sự mật cảm cứ chỉ cả lực láng cả àng bị clear vậy muối nè làm bay vào vây từ lửa ba mai rồi bao sầm nôm sạc cò chân nước nóng ní nè nước nóng ní cứ mình bằng hai nhầm pí ba mai rồi bao population nè ba mai đang sẽ cứ chỉ lẽ cái này cả vào về dừng vía vì đầm lại từ lửa lẽ cái này tu từ chứ vậy pí population cứ chỉ sầm nôm tu từ sầm nôm sạc cò nè population mean mật chung rồi bao population mà nè khả năng năng ưu tiêu hoa cái tham một chung manly nè mean manly cell phone bill in the city nè nè khả năng ca một chung chia phần trăm cho nàm prạ chậm nài tê lơ ca telephone nè nè khả năng cổ đồng ấy cứ chậm nài á chia một chung cứ sai sắp đô la nè chia sắp mà mát cứ xôn cho học bầm bầy anh ấy ưu tiêu hoa the proportion of adult in this city will cell phone biết cell phone này đào chỉ tụ từ vậy nhà này khi là cái nào cả vào về anh ta là tập hết này hypothesis chỉ là cái nào chỉ một số cho mỗi nắng sớm mạnh nè proportion chỉ proportion chỉ tập phía vậy chứ chỉ về phía ai chỉ chấm nón chỉ một số chẳng cả vào về anh ta là paraman là cái nào tầng anh ấy cứ chỉ paraman là population dương chỉ tụ tới nơi p để dương phơi ca sắc sa sai chiếu rồi có vị phía rồi có phơi ca sự vế cư dân tới sự về chùm nốn xùm nóng này xem phò chìa băn cùng rù chìa xùm nạ đập bê đại dân tư vi đầm lại ca sạc xa sạc xa rào khi riêng cư dân ai tiên conclusion rồi có ai vọt vên tới lớp 3 là mai rồi population bộ dân mình ai tới xùm phía population thằng ổ tê mình ai tới xùm phía group xem phò group population này không cả này để dân sạc xa thì dân thở tới xem phía từ lời xem phó hai bê đầm lại hay tiếng sẽ cái đây sang này tháng rồi đọc population chẳng hãy bạn kiếm chăm bạch bê khá thật thật vượt tệ vậy đấy mình thật bê khá hay trời thật vượt tệ nằm bấy tiền toàn vẫn có viên miên cả lần này xin thật tam mê tốt này ca sắc xa xa đau cho điều đài và đại dương dương ọt thật vượt mặt tạc cam bà chăm thua tệ mặt tạc cam kì miên lạ cả nạn này ca à ngay xê nhận thật và chẳng nâng nông nông là bê đại dương chắp đàm xoay nhu lý sử mặt tạc cam sự mật cảm nó cứ ở vây để cái pháp ở vây để cái lư đôi tha về khá dân ai vậy tha nơi không nị sật riêng chủng niên cục cơ động bản chất cảm ha sập phía rồi chia ghế ha sập phía rồi chia
chia biển những tờ lesbian những tờ anh ấy chia khoản này chia ca lược lang bỏ kia tế hai bờ sân chia thật là không ca sắc 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 ca để dân trời ta xoay rộp nắng làm bay an làm bay bỏ về nhà và chẳng state the claim or assertion to be tested nè cái ao dân lược hạt paul rơi cả ta xem xét làm bay phơi ca xả là bọn test xả là bọn ưu thế họ the average nè diameter of manufacturer bowl in samsovinity nè chỉ tôi ta là không ca để dân vì phía này ca chậm nên không rung chạm và lật cường đầy cho dân tới thà chạy tròn đại dương à do mà vừa bán khi chậm lại về chỉ một chúng cứ sam sập vị này thì sam sập âm chẳng cứ chỉ chậm nuốt đại kế cầm nọc chưa chậm nuốt đại kế xanh là mọt thá vì chỉ là cái nào bài năng chẳng dân tới vứt tay it's always about population parameter à vậy đại kế lược lại nó với sắp tài chia parameter of population mình men chia state of sample thì chân dương tại phương ca phương tạch tại là sample đầm bấy vì đầm lại mới thả tôi dọc bán rồi có mình men mình tự tôi dọc bán nó không cả này nắng nè mình ai tự tôi dọc rồi có tự tôi dọc nó không năng chân ca đại kê thật xế cứ kê lược lại cứ kê dạy bí hát sở rũ đại dương ai hát sở rũ mà mối mà cho mùi nắng sàm sập mình men chỉ x3 thì x3 cứ chia sample statistic này mỗi cứ chia mỗi một chung là bọc population mà cái này dương cái lòng màu đây mình toàn chữ ba rừng mỗi rừng x3 nó thở tại phải dặn đấy rồi xin cái này bị là mỗi bọc population mỗi bọc xem sample mà null the null hypothesis nè begin with the assumption that the null hypothesis is true nè cả lần này để cái lực lớn cả này để lược lãng cái ta state tới chỉ nào cái hai tha chia absolutely true rồi có chia lạc cái nạn này tên là này đầm để dân thử và hai tang về tới chia ha sáu ai cầu bị nốt tôi bị ha sáu cứ chia ha on nè similarly to notion of innocent until proven guilty nè refer to the state status or history value now always contain a sign smile nè cái nào may or may not be rejected ai trời ban kê từ tù giót rồi có trời ban kê bạn để xài chân nào u đó đây đôi chạy cụ bàn giấy từ lơ cả là nấy để thà ni sách ai bị ấm là ni sách ai bị ấm ha sắp phía rối chía ghê u thò chẳng hạn nó cứ chỉ clear mối đặc kê thật state lãng nữa nóng null hypothesis ha sắp phía rồi nè rồi có kê phở biệt thà tiếp chương ha sắp phía rồi tiếp chương 50% chẳng chừng do tin lần này này sẽ 50% nắng mà 50% nắng do mà vừa tay này may not or ai bắt đầu bị dương vừa ca sắc xa sai trừ hai dương ai accept rồi có reject bạn à này nó không clear này để bẻ pon chỉ mỗi nắng null hypothesis ba cho nên mới tiết 50% cái hai thằng alternative hypothesis chấm rớt đầu tay tiết này chấm rớt đầu tay tiết bà sân chia này is the opposite of null hypothesis chứ chia chấm nói tùy bị null hypothesis bà sân chia kê tha ha sập tiếp chương ha sập phía rối cứ chia ghế cứ chia ghế chẳng dân cứ thập tùy chấm nuôn tùy đại bị tùy bị ha sập phía rối cứ chia chấm nuôn đại chia ha on là rất có alternative hypothesis để dân tăng đại hạ on này anh nè average diameter of manufacturer ball is not equal to 30 mm chẳng bớt dân giờ bia chân tối nè bia tối pì à mũi sma à mũi tối pì 30 chẳng vì ai còn 30 vì anh vậy tới copy 30 ai ta 30 chul là không pa để bắt cứ lấy 30 mũi cứ null hypothesis cứ ha sầu tại đã bị copy sam sắp cứ chôn từ nó ha on đúng không bà challenge to status quo alternative never contain a sign nè chấm nói đại
Samatakam ha ong nó cứ mình đại smart thế may or may not be proven ai thời ban kê lực lang nằm bay mình chắc rồi có ai ok họ mờ âm nam nàng mong chạy bán rồi có ai vậy tới kê mình xây chỉ giúp chết được qua nè ai đã khơi thà cả này đã khăng lơ reject rồi có mình reject à khăng cầm thiết cứ tôi vậy nè in generally the hypothesis that is researcher is trying to prove chân nằm bay chỉ tôi tới khi nào bây đã dừng phứ cứ tại tại state ha sờ nâng ha ong nâng cao phứ test mặt cảm chân dừng tại score tại mấy tới ha sờ mấy tới ha ong chân ha sờ cứ tôi bị ha ong hay ha sờ cứ ai tới tám statement này kỳ lực lang hay alternative thiếu cứ ai tới lỡ chấm ra này null hypothesis chân phải chạm vào tâm đoạn tiền chân nát bà ok hypothesis testing process đầm ná ca này ca thơ test sản phẩm cam statement này kê lược láng sản phẩm cam mỗi bàn lược láng thả population mean age in 50 mật xung dụ này xung nồm sẽ còn mỗi thơ bàn mày bằng hai tháp viên miền chùm nốn 50 chẳng 50 dân thật tăng 50 mà nâng mỗi mỗi mà nâng 50 hay nâng hạ ón mỗi để mỗi copy 50 chẳng bởi kê rô ta khơi 50 ok dân accept ta lỡ 50 tại bởi sân chìa copy 50 crom 50 lỡ 50 cứ chìa chùm nói đấy chô được nông hà o ngay chô được nông hà o cứ dân ai tràn chào 50 bạn sample population find your sample mean nè population hay ni sample trong chùm nông chùm nôn mà nụ tầng ở này nè dân mình tự phương ca xâm phía tầng ở thầy hả nên không cản này dân cụ thì hóa nè thì hả tại phần năng nhẹ thơ tầng ở tâu vì buôn và môi và vây đọc đọc phi đọc buôn đọc và môi tạp và môi đọc nhẹ phần năng thơ ở tâu anh ấy cái trong và chạy thá là cái nạn này population năng sample mình này thật cả này này ca sắc xa tầng ở đi vì cả là hứng và cả là hay gì là bây dân ta dùm phía cư dân ta dùm phía phần năng anh dùm phía phần năng nhẹ tạm dùm phía dân tâu và chứ chùm nốn thấy sample và đầm ná ca này ca thư vật tê chân dựng tạm mùi mùi nát tạm slide support the sample mean age was advanced mà bởi nét this is significantly lower than the claim mean the population age of 50 kê ốp bà tha mà chung mà dụ này sample là kê dô tự kê thật ra thay chứ cho xu nôm tất cả này tới khơi tha advanced mà nâng mà pay vì tiếp chiến vì bà cóp đó bật thì tiếp chiến cho mỗi nhắn mà chung là bác population là kìa ao anh dạy thá là kìa lực lãng thả bị miền hạ sập if the null hypothesis were true the probability of getting such a different sample mean would be very small so you reject the null hypothesis nè bà sân chỉ null hypothesis kìa chứ sẽ mặt tạc cầm bà sân chỉ sẽ mặt tạc cầm đàm null hypothesis nè mặt tạc cầm đàm bìa chiều rừng bật bạc cót vì chỉ rừng trầm trớ probab nếu khi dân tự bàn phép khóc nê rồi mà súng này xem phó là miễn chùm nụn tích chiền được cho nên dân tự reject nào chào nào là cái lực lãng thả population cứ ha sắp bằng tay dân tự rồi khơi tay miễn là mà phải thề in other words tuy tự vịnh nên có dân dây mà giang tiết thả mật súng rồi bỏ xem phó vì mình đôi chùm mỗi nắng mật súng rồi bỏ population đã kỳ bản lược lãng nữ tê để bị miễn chùm nôn hàng sập. You conclude that population mean ma not be hàng sập. Chân chân ai sau này than bàn thả mặt chung rồi bỏ population vì mình sma nâng hàng sập tê. Né, mặt chung này population sma mình sma nâng hàng sập tê. Để xa ai, vì tiếp chiến. Dương tới phổ phía, dương tới vị phía, dương tới giờ về mơ tới khơi anh thành chân. Dương reject chào. Để kê lược lãng thác hàng sập. Nè đầm ná ca bà tỏ nhân thần mờ nè sample distribution of x ba cứ miền ấy nè x ba hay môi để kia đó cái phép ha sắp ở sân ha sơ rô is true when in fact this were the population mean khả nạ phê đại population nhưng rồi cứ khinh bản năng if it is likely nè unlikely that you would get sample mean of this value ta bây dương ta rõ rõ khơi bật này né? Then you reject the null hypothesis that mỗi xe mà nâng hạ sập khả nạp bê đại dương ta rõ tới khơi ta mà phải thế
chương dương bạc để sát trao rồi clear để cái lực lãng thả một chung rồi bọc population mà nâng hạ sập dơ đi chạc trao nế chẳng cả thử tế vì mình tầm rộng hay có rõ mình nâng dương thử tế bán tòa dương sẵn là mặt thật tình này vì chỉ là bộ phê này tình này này bầm nàng chạy nó normal đã miền rung chỉ cần đăng này ai bà ok chẳng dương châu đó lẹ cả đạ này cả thử vị phía tài mà đón nên cả thử tế sẵn mặt tầm cám sẵn mẹ một chung cát vượt tè mật thật cam tờ lơ mật súng miền pì tè mối nữa à miền pì miền nón giật nừng tè ta nón nè tè ta dựng đắng hay tè tạm thí tè tạm giật chứng miền thì tè nừng giật tè thì tè nừng giật tè ok nè tè tạm giật tè nè convert sample statistic ảnh bát tới giật statistic chẳng được không nâng giật statistic smile cho mình nâng ếch bá đọ mối chai lờ tại ta rước tí phí này ăn nè cả này để dân thua tế tại là giật thì tế toàn bằng hàng thế chẳng chẳng mơ lạ cái nạ tam slide này mùi mùi bà chẳng rụp bằng môn này ca thua tế xa mặt ta cam tam giật tế nhưng mơ nâng nè rụp bằng môn bảo vệ chẳng tế xa mặt ta cam ta lẹp xa mẹ một xuống mean để score standard deviation chẳng chẳng tụ nhân tế tam này nè bà critical value for proper testing for two tail test for mean or data known នេះសម្រាប់ការធ្វើ test យើងស្គាល់មធ្យមនៃយើងស្គាល់ data convert sample x bar ទៅជា z test z statistic ហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកទៀតដើម្បីធ្វើវានេះត្រូវកំណត់ critical value z value for specific level as significant នេះយើងត្រូវកំណត់ critical value នៃ z ដែលនៅក្នុងការធ្វើតេស្តហ្នឹងនៅ alpha ស្មើនឹងប្រមាណតាមរយៈ table ឬក៏តាមរយៈ computer យើងអាចមើលតាមតារាងបានតាមរយៈទៅហ្នឹងអូខេហើយចុងក្រោយគឺ decision rule ការវិធាននៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តវិធាននៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហ្នឹងយើងមើលថាតើនេះ if the test statistic fall in the rejection area reject hazard otherwise do not reject hazard ខណៈពេលយើងអាចបើសិនជាស្ថិតលទ្ធផលស្ថិតិហ្នឹងធ្លាក់ស្ថិតិហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បដិសេធនោះយើងត្រូវតែបដិសេធទៅលើ50%ចោលហើយផ្ទុយទៅវិញគឺយើងទទួលណាករណីដែលយើងមើលទៅឃើញផ្ទុយបើសិនជាវាធ្លាក់នៅស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បដិសេធតំបន់ reject ណាតំបន់ reject នៅពេលដែលតំបន់ reject គឺយើង reject 50%ចោលបាទហើយផ្ទុយមកវិញបើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងទទួលយើងត្រូវតែទទួលយកទៅនឹង do not reject ណា do not reject 50%បាទនេះចឹងការធ្វើតេស្តវាមានតេស្តកន្ទុយ1តេស្តកន្ទុយ2នេះ two tail test ហើយជាមួយនឹងតេស្តកន្ទុយ1យ៉ាងម៉េចតេស្តកន្ទុយ2យ៉ាងម៉េចណាតេស្តកន្ទុយ1មានន័យថាយើងតេស្តតែម្ខាងដល់ពេលតេស្តកន្ទុយ2យើងតេស្តទាំងសងខាងមានខាងនេះមួយខាងខាងនេះមួយខាងអាហ្នឹងគេហៅកន្ទុយ1កន្ទុយ2នេះ there are two cut off value critical defining the region of rejection អញ្ចឹងខណៈពេលនេះគឺមាន two ផ្នែកផ្នែក2ផ្នែកតំបន់នេះគឺជាតំបន់ reject ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេះគឺ reject 50%អាកដាលនេះគឺទទួលយក50%នេះគេនិយាយពីលក្ខណៈនៃការដែលគេតែចង់ថាគេធ្វើតេស្តទៅតាគួបដិសេធឬក៏ទទួលយកឬក៏មិនបដិសេធ reject ឬក៏ do not reject 50%អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកទៅឃើញលទ្ធផលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ do not reject អញ្ចឹងយើងមិន reject ទេយើងត្រូវតែ do not reject តែបើរកទៅឃើញនៅក្នុងចន្លោះនេះគឺយើង reject ណាព្រោះតំបន់ reject lower critical value upper critical value តម្លៃដែលយើងតម្លៃ z និយាយទៅតម្លៃ z គេហៅថា critical value អូខេនឹងការធ្វើតេស្តណាការធ្វើតេស្តវាមាន6ជំហាននៅក្នុងការធ្វើតេស្តសមត្ថកម្មចំណុចទី1នៅពេលដែលយើងលើកឡើងគឺទៅគេហៅ state null hypothesis និង alternative នេះរឿងសំខាន់ទី1គឺត្រូវតែធ្វើតេស្តយើងត្រូវចេះលើកសំណើលើកសមត្ថកម្មហើយសមត្ថកម្មដែលគេលើកឡើងមកយើងត្រូវកែសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យចូលទៅលើ50ហើយបន្ទាប់មកយើងបង្កើតឲ្យមាន50អងបាទ choose the level of significance នេះ
ta ta kể thơ tế nâng nông cầm rạch nà alpha sma bảm an để dân riêng mà cho lọ chư chư ai xem xe nhé nà miền alpha sma pram phì rối miền alpha sma đọc phì rối anh nâng à sài lửa cả thơ tế miền alpha sma mùi phì rối nâng bây giờ nói là kê tài nhé hãy cúp xong cho mùi nâng sample size để kê tập ra bà kê thơ tế level này chờ lọ này cả thơ tế nâng cứ thật nâng nông chờ lọ nà alpha sma bảm an tầm hôm sample bảm an tị bây tới cầm nót thế tệ này cả vượt tệ hay nâng bầm này chạy bảo vía hai tí buồn nè rất đầm lại giận nè để bắt đầu đổi để bắt đầu ở dưỡng sự mẹ reject rồi có non reject nè ok tí pram bầm môi để ta hay dòng mặc kẹn này nhé hay tí bầm môi chập đàm vượt sẽ cái đây xâm phạm chất thả ta nè decision and state the managerial conclusion nè thế sơ sơ sẽ cái đây xem là chất trong cày thả test vì thật là không nằm món reject area rồi có mình thật là không nằm món reject area do not reject the null hypothesis but has zero và sân chỉ test statistic fall into a reject area nè cái đó nè if the test fall into the null reject area do not reject và sân chỉ việc fall into the reject area reject null hypothesis. Express the managerial conclusion in the context of the problem. Khi nào đây dân phơi hỏi, dân reject rồi còn mình reject này còn step tiếp vào mũi này. Bạn để sao cháu rồi còn mình bạn để sao cháu đôi để cứu bạn vậy chẳng. Dân bắt đầu bây giờ cái này hai trong khối. Dân từ phơi, dân từ từ về từ ấy rồi rồi xong khối dân xong là than thà. Ta cứu bạn để sao clear được cái lực lượng thế thà ai bị ấm sẽ để ghê ghê ha sắp hiểu rồi. Ghê chân chân ta rau mơ mơ khơi thật là không nằm bọn để kế reject rồi có mình reject nè nâng chân cơ dương xung ra chất ta để bái ta lỡ thế tế để dương rồi khơi ba ok chào chỗ đó là biệp thơ biệp thơ thằng ngọt cái nè hypothesis testing example te claim that ca thơ tế bàn bằng hai thả true mean paramite lơ mê kê rớt manufacturer nâng ball in Samsung Vinity assumption the task map and assume that sun the map tha ta task map 0.8 hay nung chia mật chúm cứ 30 chăng state null hypothesis as như vậy chăng ha zero sma 1 sma nung 30 hay nung ha on 1 khớp bị 30 there is two tail test nè cái tha bạch tha vi miên test cái tôi 2 sample size nè specify the desired level of nè kể thơ dô tập hành nè kể thơ tê nè support kể tê alpha sma nâng xôn cho xôn prám number of sample cư mở rối attribution for this test thật bán kể thơ ân mở rối hay alpha sma nâng xôn cho xôn prám miền này thả alpha sma prám bì rồi ok chân này thì bài determine the appropriate technique chân hướng này thơ nè data is assumed known so the that is a that test but known is a that test but unknown thì test né determine the critical value alpha sma 0.05 z sma ជាមួយនឹងបូកដក10 109 ខណៈពេលដែល alpha sma ប៉ុណ្ណឹង z sma ប៉ុណ្ណេះ okay collect data យកមកគណនាណា support sample sma ប៉ុណ្ណេះចាំតែយកកណនាទៅលើរូបមន្តនៃ standard deviation ហៅ z z statistic ដែលគេរកគឺស្មើជាមួយនឹងតាមរយៈ n មាន x bar មាន delta និង n នេះបាទរកមកកណនាឃើញដក 2.0 នេះ delta ស្មើ 0.8 x bar ស្មើប៉ុណ្ណេះជំនួសចូលក្នុងរូបមន្តនេះណាជំនួសចូលក្នុងរូបមន្តនេះទៅយើងកណនាទៅឃើញដក 2.1 2.0 បាទ 2.0โอเคบ้านลัตตภัณฑ์นี้ให้ยังจะประดามเพื่อดาจำเห็นตีประมประมวยบ่าจำเห็นตีประมวยโอเคดาจำเห็นตีประมวย is the test statistic is in the rejection region กิสุทตาจำลายหรือบาวีนั่นทัดในขนมน้ำมันปาเลซ่าหรือก็อย่างน่าดาจำลายบาจัดโอเคฮัสโร่ rejecthas zero if nè statistic tôi chieng đọ 1.16 rư co z thông chieng 1.10 16
Otherwise, do not reject Hasro. Tôi bị nít cứ dương phản đại sát cháu. Miền này tha, bà tỏ bị dương thư ca cầm nọt vị thiên, cầm nọt ai hỏi. Cứ dương đăng thả, chùm nói ná đại cua thế reject. Chân chùm nói khả nét cứ chia rejection area. Cả nét rejection area. Này anh rô tới khơi chùm lõi với thất nực nông nè. Thất nực nông đồng môn reject, dương reject. Thất nực nông đồng môn reject, dương reject. Bởi xanh chỉ thất nực nông đồng môn này dương do not reject. Chân chùm lõi giật đại dương thả rô khơi khơi đỏ pi chạch xôn. Ba chấm lại để dân kẻ này khởi đọ pi chạch sồn miền này thầm ảnh đọ pi chạch sồn nơi khăn đồng bọn nè nơi khăn đồng bọn đi nè đọ pi chạch sồn tiếp chừng đọ mùi chạch cây của mùi ba chẳng nè cái ta nè nít khi chơi lật tập hóa thể thế để đọ pi chạch sồn tôi chừng đọ pi chạch đọ mùi chạch cây của mùi so the test statistic is in the rejection area phần thật là con nằm bón này cá vừa bạn cá vừa cá sầm ra chất đại dương bạn để sát cháu nữa state nào là kỳ lực lại bà khăn là như cho nó tìm vào mũi ok read the decision and interpret the result chấp đám bỏ sai và to ta nơi khả nạp đại dương rau giật khơi tầm lấy smile cho mùi nâng đỏ pí tổ chương đỏ muối thì check the null hypothesis and conclude hay sanithan tha mien nia there is significant evidence vi mien het phal krup kruan da jeung aich padisat tha da jeung a padisat chao te leu mochum nei ka ke nei rup nei rong chak da kot phalat te leu nia chomhoy khchau chomhoy ai ni vi sma chmuoy nang 30 state da ke leuk lang tha vi sma nang 30 nang jeung trou padisat chao na padisat chao chnoy nang ok chang chop damna ka nei ka tveu te tăng bị đau rồi đã chọc chứ chọc hay miền bà mùi cho nó như ai bà ok cho nên bà tốt dương thật xoay nhớ bị lạc cái này p-value mấy tớ p-value nè p-value dương score lạc cái này thơ tê bà tốt tiệt nông ca bầm pinh bằng thêm từ lửa cả thơ tê năng bà chân ca thơ tê chùm hiên tì mùi tì pi tì bay ấy cả lòng mắt cứ dương bà mùi chùm hiên nâng dương bàn thơ hai dương score state score lấy nữa nè score null hypothesis to ấy dân chết state null hypothesis alternative hypothesis hãy bắt đầu mất chạm đám chua chúng hiện tìm môi tìm bì tìm bày nâng bà chúng hiện tìm môi tìm bì tìm bày ok hay bắt đầu mất dân dạy bí p-value cú mơ sẵn cầm ai về lửa về anh bếch bà mà phay nửa tí bà bắt đầu sẵn ba trong nách bắt tốt cư dương thật xoay nhớ bị đầm lại value P nè đầm lại P approach P value approach to testing nè cả tớ test hay cả tớ test đại phân bài cả lờ P value nè P value cư ấy probability nè chùm nguồn này probab rồi có phía rồi à nâng bởi nhờ bị probab cư chùm nguồn phía rồi đại cát là nè cả nạp bê để dân tớ test equal to or more extreme than the observed sample value given in value given Hasro is true nên khả nạp để dân ai đồng lấy để lỡ Hasro thật ta vì small rồi có vì lỡ chuyên để lỡ đồng lấy Hasro để dân thức cả vì phía ok chân này p-value is also called the observed level of significance p-value tới bàn kể ao chmu tha rư có kể bàn kể hau tha chi kamrat nai ka kamrat nai significant a nên baba đai ni chư chẹ phiep chẹ lẹ na phiep chẹ lẹ rư có significant level of significant គឺ p-value ni ai chăng Hasro can be reject if the p-value is less than alpha chăng jeung mơ pe mu tiet jeung aich phơ jeung mơ p-value khả nạp đại dương vượt tệ mà cái lò máu cứ dương ai tệ p đại dương liên men tên cả vượt tệ rồi nên nó cứ dương phơ tam excel rồi có tam tool spa rồi có excel nằm bay về phía từ statistic năng bà chẳng nạp đại dương bây giờ tên này hai dương về phía bán hay dương khơi chậm lại còn là chọn tầm mà vu tới chọn mà click chọn mà click p bay click về chân màu chậm lại chẳng ạ phần tầm khánh cứ cả bỏ dài chẳng kỳ vô mà bỏ dài chẳng mình chẳng khả nạp để dương riêng dương dương chạy tay chạy thằng ạ chạy thằng đòi đáy chạy thằng đòi computer và
chân đặc nông đi p value dân thử bàn cái anh nhé hay dân lật tập hòa vào vía dân do mau phơi dân mạch lạc và chân đặc nông p để vía hai sáu thử bàn định chắc là khả p đại p value việt tiếp chiến alpha chân alpha mà pram p rồi bởi sân chỉ khinh p value tiếp chiến alpha dân định chắc chào từ lỡ hai sáu đấy định chắc hai sáu chào ok chào mới từng học khả compare p value with alpha dân thử prep tiếp p value cho mỗi đường alpha bà sân chỉ p value tôi chừng alpha giờ reject hạ sở cháu bà sân chỉ p value tôi thông chưa risma alpha do not reject hạ sở anh đang p cái buôn này dưỡng trong phương test mà ta cắm đợi xâm lăng từ lỡ p value nè remember tới trong trăm thà if the p value is low than hạ sở mặc go trăm thà p value bà sân chỉ việc tiếp sân trực tiếp về hai sáu thử thử tại từ nước miền này thay chiến reject chào ba ok chân khớp buôn này không cả phơi test five step p value approach to hypothesis testing state null hypothesis hai sáu and alternative đối kia thì p cứ choose the level of significant alpha nên sample size để dùng máu hãy determine the appropriate test statistic sample distribution collect data compute the p value of testing and p value này cái này tới p value nâng làm bài thử test làm bài tiếng toát về đầm lại và trong cái thử sẽ đây xem ra chặt chân sở tới vì ai thả cho pram cho bộ mũi đôi cái này nên pram à một mảnh thả bộ mũi và mình chiên cái này thế và pram bộ mũi cứ trong cái cứ thử sẽ đây xem ra chặt đôi cái này nhé chân khẳng mốc mảnh giật tè thử giật tè thì tè hay bu giật tế dương known data rồi coi dương score từ lửa data dương đăng cho bà nè tùm hôm giật thông sample cả là thống dương kẻ này tới dương đăng đăng ok mới tiết cả thư tế từ lửa mà ta cảm dùm mẹp giật mẹp thí nè vì miên tùm hôm sample để kế vỏ về bà ok là tập đó ưu tiêu họ ta đáy từ lửa ưu tiêu họ kháng đám và state null hypothesis testing hay ha zero small mỗi small nung so 30 và này copy 30 to tell loi khnia hay alpha small ba ne n small 100 ca thua test te lơ z determine te lơ appropriate technique z thì te ba hay support the sample result a x bar small ba ne chứ cái này khơi được khnia na ba khơi được khnia thì 4 calculate the p value. Rương này dân tầm khánh này không chẳng là thì 4 này dân chè kẻ này ta lỡ probab p value. Chẳng p value vì smart chùm mùi nâng chùm nôn này giật tầng probab tầng p do mọ bộ bà chùm này khơi chùm nôn p value vậy. Và này how likely is not to get that smart dot p or something further from mean zero in either direction of half zero is true. Dùng đăng tham viên dòng máy tế bằng tay tam là tập hỏi về nâng bằng hàng tam giả này và chẳng được nói cái số mình đăng tham giận mà bằng nét về ai tiền thì cái đây sẵn thà này mạch ban vì mà xuống mấy dân tàu chẳng hỏi để xong khán cái dân cu crap là không chờ lọt này nâng nâng chùm hiền nắng cư dân thời chạy cu crap đồng bấy kẻ này ta lỡ p value đồng bán ní cư đồng bán reject đồng bán ní cư đồng bán accept và còn là dân cu bò hay giật đỏ phí giật pì chẳng giật pi giật độ pi nấng đầm lại pro ba và vi sma nó mà tơ mơ tràng tơ mơ tràng tràng bô tràng độ tơ lại pro đôi kia tơ độ pi cho số cho mười năng pi cho số nấy giật đầm lại với kia tơ mơ tràng tất khơi đôi kia do một bô của chỗ kia khơi số cho số buồn rồi ha và mũi chân số cho buồn rồi ha và mũi số cho số buồn rồi ha và mũi nấng ta thông chiến rồi cái tôi chiến số cho số pram alpha sma nấng pram phía rồi chẳng sma nâng xôn cho xôn pram anh ấy sma nâng xôn cho xôn pram vì tôi chứa rất là thông chuyện nhé nè nâng chẳng khá rõi kì xua thật ta p value tôi chuyện alpha rất là dạng nà nè p value tôi chuyện alpha được chứ nè dễ reject hát rồi state the managerial conclusion in the context of the situation nè there is significantly evident dương miên và to bị dương chắc hai dương phép tha dương miên hai phát cực quán làm bấy bạc để xa nha e break tờ lơ
diameter of manufacturing ball is not equal to 30. Mình này thay dương miên hạt pháo cho bác lô hay đảm bởi bằng hàng thả viên mình mến thật nực nóng 30 nít tí nữ tê và 30 âm âm nít tê và ok nâng cả thử test tạm giá p-value và connection between two delta and confidence interval ta nâng chỗ đó mà chấm nói tiết cái chân giấy bí ការផ្សាយតកតងគ្នារវាងឬក៏ការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាង two theta ការធ្វើ test កន្ទុយ 2 ហើយជាមួយនឹង confidence interval for x bar ស្មើប៉ុណ្ណេះ data ស្មើនឹង 0.8 ហើយនឹង n ស្មើនឹង 100 នោះ ចន្លោះជឿជាក់ 95% អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងទៅរកឃើញប៉ុណ្ណេះ មួយ នៅចន្លោះពីប៉ុណ្ណេះទៅប៉ុណ្ណេះ since this interval does not contain the hypothesis mean bane we reject the null hypothesis at alpha sma bane ne moi thật nơi chlah vi at dal 30 nhai che vì tam lạc nạ này này mối dương thưa tè tam lạc nạ này confidence interval x ba sma mà phải bấm bốn chọn bấm đấy để ta tại ta viết sma năng số chọn bấm bảy hai ấn mà rồi hai dương thưa trở lại chơi chơi này cái sập ram phải rồi chẳng cái sập ram phải rồi giật sma năng môi chơi cái bấm môi chẳng cái thưa tè bỏ dương cứ môi thật là không trở lại phí mà phải bấm bốn chọn bấm mũi tới mà phải bấm bốn chọn cái bấm bốn học bấm bảy dương mơ thà môi thật là không trở lại đi biết biết đo tổng hôm môi để dừng ai từ tôi vào bàn ở sự mật tạ cám cái lực lang tha à mét diameter of manufacturer boy chấm ăn rồi có ngao nó không có gì áp bê sam sập nít tì dừng chưa nè chấm nôn sam sập bắn tay tình đấy để dừng ta rồi khơi môi dừng khơi nè khóc vì 30 chứng minh này thầm mạch bờ sân chỉ biết nợ khóc vì này khóc vì 30 bị ạ đo 30 thế vì sao mình tích tiền mình đo 3 chứng chùm nôn tôi lê chạy lẽ nhưng mà khơi dạ ra đây chẳng bên ấy cứ thở tái reject chào bờ sân chỉ thật nơi không chẳng lo vì mà phải bầm bốn học bầm bấy ta đo 30 ní ta đo 30 cốt cho cái bầm bốn anh ấy 30 cốt cho học môi gì được gọi nhé bất thân chỉ môi thật là không cho lắm nắng về miền xàm sập này không nắng ngay bảo về miền xàm sập chia ngay được gọi xàm chập xàm sập cho nữa bất thân chỉ về nè bất thân chỉ môi thật là không cho lắm vì vì bản nắng rồi hồ ta đã xàm sập này xàm sập cho xôn xôn muối của bạn này hay môi môi thật đấy cho nó trở lại vì phần đấy đọc phần đấy nè đọc phần đấy cứ dương mình ai reject ha sổ ba này nông cả thừa test từ alpha mà xuống cho xuống ram dương mình ai thừa test bạn đây dương mình ai reject chào dương thời từ tụi dọc để sai nếu không chấm nọ môi để thật nó không trở lại nắng bia vật chạy sai thật khi ông mưa tất khơi cạn để tất khơi để thật nó không nằm men chứ nào để cái lực lãng tha ca cái đây cái đi thầm determine từ lời à parameter bao nhiêu nhiêu manufacturer nó kê chấm ăn nơi kê boy nơi con ông đi dạp về sam sập mì nơi ti nắng tới với trời bạc kê men chẳng ai với trời chẳng dân mình ai reject chào ấy do not reject nè do not reject tại tôi tự vấn xem nhập là tập hợp dân cứ admin đo sam sập thì chẳng dân reject chào ok xuống dây phần này nè do you ever truly know data cái số thả ta dừng bất chìa mà rồi phía rồi được bất chìa ta đăng data ra hốt đại lý thế probably not ai ở thế và in visually or real world business situation data is not known chỉ tự ta là khả năng nắng cứ khả năng bị sai và chỉ việc cắm ấy chỉ đào mà thả thả nạp hiệp này chỉ việc cắm cứ dương mình đã đăng tí tại ta thế, được gọi standard deviation robot population thế. If there is
a situation where data is known, then U is also known. Xin calculate data you need to know. Này khả năng để dựng đăng hái dựng ai thử bài này. Bạn tay bờ dân thì dựng đăng dựng vào vị trí mình số bài mùi nào. Nè bờ dựng đăng này. Bờ dựng đăng dựng cho thử cả thử tè từ lỡ lẽ khả năng bài này bà. Ta anh ấy sẽ đóng chấm slide cái rồi nhé. Đóng chấm video cái rồi.